Kim Duyên bị tố nợ 43 tín chỉ, trường đại học Nam Cần Thơ chính thức làm rõ. Tập 5 Road to Miss Universe 2021 chính thức phát sóng với hành trình trở về thăm Cần Thơ của Kim Duyên và các hoạt động đồng hành nổi bật. Kim Duyên đã có những hoạt động ý nghĩa khi giới thiệu nét đẹp văn hóa Cần Thơ, sum vầy bên đại gia đình và đặc biệt hơn là chuyến ghé thăm trường đại học Nam Cần Thơ, được đại diện nhà trường lên tiếng xác nhận không nợ tín chỉ, đã bảo lưu kết quả trước khi đi du học. Chỉ còn vài ngày nữa, Kim Duyên, đại diện Việt Nam tại Miss Universe sẽ chính thức lên đường dự thi Miss Universe 2021. Có thể thấy, hành trình chuẩn bị của đại diện Việt Nam cho đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2021 nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương. Trải qua mỗi tập phát sóng, khán giả có thể nhìn thấy sự thay đổi và tiến bộ của Kim Duyên về kỹ năng giao tiếp, trang điểm, ứng xử bằng tiếng Anh hay thậm chí là được nhìn ngắm trang phục mà cô sẽ mang đến Israel dự thi. Sự cố gắng, nỗ lực và hoàn thiện bản thân từng ngày đã giúp Kim Duyên đến gần hơn với tình yêu thương và sự ủng hộ của khán giả. Vừa qua, chương trình Road to Miss Universe 2021 cũng đã chia sẻ về buổi sign-up của Kim Duyên. Theo đó, Kim Duyên được công bố chính thức trở thành Miss Universe Việt Nam 2021, sẽ đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2021. Cũng trong chương trình nhằm cổ vũ tinh thần Kim Duyên trước khi lên đường dự thi Miss Universe 2021, nhà tài trợ và tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã bất ngờ dành tặng cho Kim Duyên món quà đặc biệt. Đó là chiếc vương miện được dày công thiết kế dành riêng cho Kim Duyên, có tên là vương miện của người chiến thắng. Vương miện còn là món quà may mắn nhằm tạo thêm động lực cho đại diện Việt Nam, thể hiện sự tôn trọng với đẳng cấp cuộc thi quốc tế, phù hợp với xu thế và nâng tầm hình ảnh đại diện Việt Nam khi sánh vai cùng các đại diện sắc đẹp toàn cầu tại Miss Universe. Quay trở lại Road to Miss Universe 2021, tập 5 sẽ là cuộc hành trình Kim Duyên trở về quê nhà Cần Thơ. Bên cạnh đó, với tư cách là đại sứ, Kim Duyên còn đồng hành cùng Việt Nam Solar Park để giới thiệu và truyền tải thông điệp về vai trò và lợi ích của nguồn năng lượng sạch. Cũng trong hành trình, Kim Duyên dành thời gian giới thiệu nét đẹp văn hóa Cần Thơ khi ghé thăm các địa điểm nổi tiếng, giới thiệu các kiến trúc hoài cổ tại đây, chùa Ông, chùa Khmer, Munirensi, trường trung học phổ thông Châu Văn Liêm. Bên cạnh đó là hoạt động trao tặng quà cho bà con sinh sống trên chợ nổi Cái Răng, sum vầy bên đại gia đình. Đặc biệt hơn, Kim Duyên còn ghé thăm trường đại học Nam Cần Thơ, được đại diện nhà trường lần đầu tiên chính thức lên tiếng xác nhận Kim Duyên đã bảo lưu kết quả trước khi đi du học. Trong chuyến về thăm lại trường đại học Nam Cần Thơ, cô đã có buổi gặp gỡ và trò chuyện thân mật cùng tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, hiệu trưởng trường đại học Nam Cần Thơ. Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang tâm sự: trong quá trình học của sinh viên thì các em được quyền chọn lựa theo khả năng, năng khiếu của mình. Duyên là một trong những sinh viên hết sức thông minh, em trưởng thành và thành đạt so với các bạn cùng lứa năm 2015. Cũng nhân dịp về thăm trường, Kim Duyên đã có buổi gặp gỡ với thầy hiệu trưởng cũ của mình là giáo viên tiến sĩ Võ Tầm Xuân, nhà văn học nông nghiệp, nhà giáo nhân dân, nguyên hiệu trưởng nhà trường để gửi đến Kim Duyên những lời chúc cho hành trình sắp tới. Giáo sư tiến sĩ Võ Tầm Xuân, nhà văn học nông nghiệp, nhà giáo nhân dân, nguyên hiệu trưởng nhà trường đồng thời cũng xác nhận, thời điểm đó Kim Duyên đang là hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ, đã chủ động xin bảo lưu kết quả để đi du học. Nhà trường cũng đồng thuận và hoàn toàn ủng hộ quyết định của Kim Duyên. Theo đó, từ thời điểm bảo lưu, các tín chỉ chưa được học sẽ được hệ thống ghi nhận về không. Vì vậy, không có chuyện đại diện Việt Nam nợ môn tại trường. Thầy Nguyễn Tầm Xuân cũng chính là người động viên và ủng hộ quyết định đi du học của Kim Duyên. Thầy khuyến khích cô đi du học để mở mang thêm kiến thức và trau dồi ngoại ngữ. Bất ngờ hơn, ngay trong buổi gặp gỡ, thầy đã chủ động thử thách Kim Duyên khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, giáo sư tiến sĩ Võ Tầm Xuân còn là một tiến sĩ rất nổi tiếng về lĩnh vực nông nghiệp, đã từng đồng hành cùng rất nhiều dự án về biến đổi khí hậu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khi được biết Kim Duyên là đại sứ của Việt Nam Solar Park, thầy đã chia sẻ cho Kim Duyên rất nhiều kiến thức bổ ích về những dự án nhân ái, vấn đề sử dụng nguồn năng lượng sạch, nguồn năng lượng mặt trời trước ảnh hưởng và biến đổi khí hậu toàn cầu. Với vai trò là đại sứ của Việt Nam Solar Park, Kim Duyên cho biết cô muốn lan tỏa tiếng nói, hành động của mình trước những nỗ lực vì mục tiêu bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Việt Nam Solar Park là dự án năng lượng mặt trời nhằm thúc đẩy hoạt động khai thác dựa theo xu hướng tận dụng nguồn năng lượng tái tạo xanh sạch. Giáo sư tiến sĩ Võ Tầm Xuân cũng có lời dặn dò cho Kim Duyên. Khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ, hãy cố gắng giới thiệu cho họ về nét đẹp văn hóa của con người Việt Nam, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long, nơi con được sinh ra. Và thầy rất tự hào khi con được đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ ở Israel. Trong chuyến hành trình, Kim Duyên cũng đã có buổi làm việc và tham quan dự án nhà máy điện Solar Park tại Đức Huệ, Long An để tìm hiểu và giới thiệu cho khán giả về cách vận hành và tác dụng của nguồn năng lượng sạch, năng lượng mặt trời. Kim Duyên mong muốn đây sẽ là dự án được nhiều người biết đến hơn để dần cải thiện sự biến đổi khí hậu.